Rồi bắt đầu. Sau đây là tôi xin giới thiệu về cái hệ thống kiểm định công tơ một pha. Thì ở đây là có trên cái bàn là có 6 cái công tơ và được mắc ghép dòng nối tiếp với nhau. Dòng điện thì 6 công tơ này là chung chung nhau nối tiếp với nhau, còn điện áp thì là song song. Ở đây có cái công tơ thứ nhất ấy, là bỏ ra để kiểm định bằng cái đồng hồ dòng cho kiểm định dòng cho nó chính xác. Thì để vận hành cái này thì đầu tiên thì chúng ta phải bật cái đèn bảo vệ nguồn đó, bảo vệ dòng đó. Sau đó thì bật on và bật cái hệ thống kiểm tra lỗi hệ thống, kiểm tra lỗi công tơ, sai số công tơ. Bước thứ tư là bật cái nút on này lên on. Chúng ta có thể vặn về 100 U110 để kiểm tra xem là công tơ quay ngược hay không. Nếu không thì có thể là chạy on hoặc là 80% hoặc là gì đó, vân vân. Thì khi này bật lên, khi này tham số công tơ ở trong đây đã được vận hành rồi, thì cái chúng ta lưu tâm là ở trên cái công tơ này này, ở trên này nó ghi là 220V 5A mở đóng hoặc là 20A. Thì 20A là dòng định mức. Dòng định mức ở đấy chúng ta phải nhập IMAX vào đây, và đây là IMAX. Và thứ hai là cái 5A ở đây là cái dòng để chúng ta kiểm định, cái dòng đấy là dòng tối đa mà chúng ta hoạt động. Thì chúng ta nhập cái IMAX ở đây là 20. Đấy, IMAX là 20A. Thì chúng ta chỉ đơn giản là nhập 20A xong. Thứ hai là nhập cái IB ở trên đồng hồ là 5A. Thì cái IB 5A nếu mà chưa phải là 5, chúng ta bấm số 5 là ok là xong. Đấy, thế là mọi thứ là xong. Hiện nay là sẵn sàng chạy rồi. Và chúng ta lưu ý ở đây là phần trăm điện áp, đây là phần trăm dòng, còn đây là phần trăm công suất tiêu thụ của phụ tải. Và để bắt đầu chạy thì chúng ta có thể chạy trực tiếp từ các nút phím bấm lên 5%, 10%, 20%, 50%, 100%, 200%, vân vân. Thì ở đây tôi chạy là 100%. 100% ở đây thì khi mà ở trên này nó hiển thị là ý định mức qua đây là 5A, và chúng ta cần phải điều chỉnh giá trị của điện áp và giá trị của dòng điện để đạt được 100%. Do vậy đây chúng ta đây tôi cho là khoảng 100% đấy, thì khoảng đấy đại loại thế thì phần trăm công suất là sẽ là 100%. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây, ở trên đây dòng trên đây là đang là 5A, dòng thật đang là 5A. Đấy. Và hiện nay công tơ quay. Đấy, đây, công tơ đang quay. Và sai số như này chúng ta chỉ việc là bấm meter reset là reset đồng loạt tất cả là 6 cái bộ kiểm tra lỗi ở đây. Thì khi nào mà gặp cái vạch đen ở trên cái nhôm này thì cái mắt thần này nó sẽ đọc được cái vạch đen và nó tính toán sai số. Ví dụ như công tơ này là sai số là -42,1%, cái này là -63,8%, vân vân. Và cứ như thế. Đây là vừa rồi tôi trình bày về cái việc là hướng dẫn vận hành cái bàn kiểm định công tơ do công ty Monia sửa chữa. Chúc các bạn thí nghiệm vui vẻ. Thế thôi. Em bảo này, thế mà công tơ có đang kiểm trì mà sai số đến 40-60% rồi.